Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của Rosa. Hôm nay mình sẽ quay về những lần đầu tiên trong cuộc đời mình, như là lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho em gái, lần đầu tiên ra tiệm tẩy và nhuộm tóc. Nhưng mà để một trồng ấy thì trồng cây nào chất cây đó. Và lần đầu tiên mình trồng một cái cây thành công, cũng như lần đầu tiên mình đi quẩy concert của idol. Đầu tiên là tổ chức sinh nhật cho em gái mình. Mình mang những đồ đề co từ thời sinh nhật của mình từ Hà Nội về quê. Thì thật ra vứt đi cũng phí, vẫn còn dùng lại được. Từ sinh nhật của chị lâu quá nên là nó bị xịt mất rồi. Nhưng mà vì có một số chữ nó bị xịt rồi, thế nên là hai chị mình đã tự tạo ra những chữ bằng giấy và vẽ thêm một cái linh tinh vào nữa. Cái dâu màu đỏ là mình mua trên đường, còn cái dâu màu xanh là bố mình trồng đấy. Và đây là những gì mình có thể chuẩn bị được cho em gái trong buổi chiều tối ngày hôm ấy. Để mọi người nhìn thấy cái chữ hai chị em mình dán trên tường có sáng tạo không? Năm nay không có nước ngọt như bình thường, mình muốn khác đi một chút nên là mua sinh tố và trà sữa. Và năm nay em gái mình 12 tuổi, nhà mình có một điều là mỗi lần sinh nhật thì đều sẽ chụp ảnh lại. Và bây giờ bố mình sẽ chụp cho mẹ và em gái mình trước, sau đấy thì lại đến lượt mẹ chụp cho bố và em gái mình. Nhưng mà hiện giờ trông cái mặt và quần áo của mình hơi không được đẹp. Và ta-da, mình đã biến hình rồi đây. Mọi người thấy mình mặc cái bộ áo dài thiết tha này trông có hợp không? Châm cái nến 12 tuổi đã. Đấy, chụp ảnh mà còn quên không bật nến, thế là bây giờ mình đang thắp nến. Đừng có ăn nha, nhân vật chính đừng có ăn. Chụp ảnh tươi lên nha, nhìn bố. Nhìn nến đi. Ok. Đứng đây, được xong cúi xuống. Được, lên. Đứng đây, cúi xuống rồi. Không biết các em mình có thích chụp ảnh không? Anh trai mình thì chắc chắn là không rồi. Nhưng mình cá chắc chắn một điều là mình là một cái đứa thích chụp ảnh nhất nhà. Mình rất là thích chụp ảnh. Đúng là bố mẹ sinh con trời sinh nết mà. Mình với anh mình phải gọi là không độ trời chung luôn. Hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Hồi nhỏ toàn đánh nhau thôi. Nhưng được cái con em mình sinh ra trong thời hòa bình, thế nên là nó trung hòa được tất cả các thành viên trong nhà. Ôi dồi ôi. Và cuối cùng cả nhà mình ngồi ăn và nói chuyện với nhau. Đây là một trong những cái sinh nhật mà con em mình thích nhất từ trước đến nay. Dâu. Chúc hạnh anh. 1, 2, 3. Dâu. Trăm rưỡi bố ạ. Đợt trước nhá, sinh nhật con cũng mua một cái bánh bông hồng này. 200, cái mà nhìn nó chẳng khác biệt mấy. Mua tội nó to rồi. Đây là hạt cường, cái viên sô-cô-la của nó đấy. Ôi dồi ôi, trẻ lẽ. Đây à? Ngon. Ăn ngon lắm, quá mừng. Mấy cái này thừa của sinh nhật con đấy chứ. Nhưng mà đang đồ ngọt nhá, mình nhảy sang ăn dâu là chua lết đấy. Tiếp theo, trải nghiệm lần đầu tiên trong cuộc đời nữa đó là đến salon tẩy và nhuộm tóc. Thực ra trước đấy mình cũng tẩy và nhuộm tóc nhiều lần rồi nhưng mà tự làm thôi. Còn đây là lần đầu tiên mình đến salon. Và cửa hàng lần này mình đến là Venus. Đầu tiên thì người ta làm phồng chân tóc cho mình, sau đấy bôi thuốc vào đầu mình rất là nhớt nhớt. Và trời ơi, mọi người nhìn cái đầu mình này, vàng hoe hoét luôn. Mình là phải tẩy 2 lần. Và sau khi tẩy thì tóc mình nó như thế này mọi người ạ. Và nhìn màu tẩy cũng đẹp đấy chứ đúng không? Nhưng mà nó hơi chói quá. Khi mà mặc cái áo khoác trùm bên ngoài này và cái tóc mình nó thả ra ấy, mình cảm giác giống như thầy phù thủy xấu xa trong cái phim phép thuật ấy. Và đây chính là cái màu xanh nước biển mà mình chọn mọi người ạ. Mình thì chắc chắn không hợp với mấy cái màu nóng rồi. Đấy, sau khi mà làm xong thì tóc mình đã trông như thế này đây. Màu cũng khá ok đúng không mọi người? Nhưng mà cái anh làm tóc của đấy, anh bảo là giống đường tam. Mọi người biết đường tam không? Trong Đấu La Đại Lục ấy, đấy giống cái đường tam đấy. Ờ mà cũng giống thật mà, nhìn mình cũng giống đường tam phết. Mình thì thấy là sau khi mà mình nhuộm xong, tẩy nữa thì tóc mình không hề bị khô rối hay là như nào nhé. Ôi kiểu sờ mình cái lọ này thích lắm ấy. Trước lúc đó thì tóc mình cũng đã hơi sơ rồi nhưng mà làm xong mình cảm giác như là nó còn đẹp hơn. Đáng nghĩa mình cũng không cần phải chi thêm tiền để đi hấp đâu nhưng mà thôi. À nhưng mà mình lỡ rồi nên là thôi. Rồi không hấp được cũng rất là mượt, rất là đẹp rồi. Sau một vài ngày thì tóc mình nó đã xuống một cái màu xanh nhạt hơn. Mình thì mình thích cái màu này hơn mọi người ạ. Bởi vì nhìn nó dễ nhìn hơn đúng không? Thực ra ban đầu là mình định nhuộm cái màu xanh nhạt nhạt như thế này thôi. Nhưng mà anh đến nhuộm đậm hơn một chút là để cho nó, sau khi nó phai ra thì ra cái màu như thế này là vừa. Chứ anh ấy sợ là nhuộm nhạt thì nó nhanh bị tuột màu quá ấy. Tới thời điểm này tóc mình nó không phải là màu xanh nước biển 100% nữa mà đã bắt đầu có những cái ánh xanh rêu rồi. Như mọi người có thể thấy thì sau khoảng hơn 1 tháng thì tóc mình đã chuyển từ màu xanh nước biển sang cái màu xanh rêu như thế này. Thực ra thì mình thích cái màu nhạt nhạt như thế này hơn mọi người ạ. Lúc đầu là mình nhuộm hơi đậm. Nhưng mà đậm thì mình sẽ chơi được thời gian lâu. Mình rất là thích mái tóc này mọi người ạ. Nói chung là lần này mình nhuộm tóc mình thấy mặc dù cũng hơi đắt nhưng mà màu rất là đẹp. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình đi nhuộm tóc. Hôm
này là đeo khuyên tai lộn ngược nha. Đây, hai cái này không giống nhau. Một cái là kiểu hơi vàng vàng, một cái là kiểu bạc bạc. Thì mình hợp với màu bạc hơn. Màu bạc trông mình đẹp hơn, trông mình xinh hơn. Cái anh làm tóc, anh bảo là tóc thì chưa được một tháng thôi, sau đấy thì nó sẽ bị tuột màu đi. Ban đầu thì mình cũng hơi lo, nhưng mà sau khoảng hơn một tháng tóc mình phai ra thì mọi người đấy nhìn thấy cái màu này cũng rất là đẹp đúng không? Rất rất là đẹp. Thì mình thấy cũng không có vấn đề gì cả, mà trên thực tế thì mình đã chơi khoảng được gần 2 tháng mà tóc nó vẫn đẹp cơ. Bắt đầu sang tháng thứ 3 thì tóc mình nó đã không còn đẹp như trước rồi, màu nó bình thường thôi. hơi sáng, cũng khá là ok rồi. Và đến một cái điều thứ 3 cũng là lần đầu tiên trong đời mình, đó là tham gia vào một cái khóa gọi là phát triển bản thân mình. Nhưng thực ra là mình chưa hẳn là tham gia đâu mọi người ạ, mình gọi là đang ở giai đoạn thử trải nghiệm thôi. Mình nghĩ là ở tuổi trẻ thì cái điều này cũng rất là quan trọng đúng không, cho nên là mình cứ thử sức xem sao. Và tới bây giờ thì mình thấy nó rất là bổ ích. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ lại một vài những cái suy nghĩ lúc ban đầu của mình nhé. Mentor có giao cho mình cái mission đầu tiên, đó là đọc sách. Bởi vì mình làm một cái bài khảo sát ấy, thì cái tính cách của mình khá là yêu tri thức, thế nên là mentor cho một cái khảo sát đầu, mission đầu tiên là đọc sách. Thì ngày nào mình cũng đọc sách và gửi cảm nhận cũng như suy nghĩ, trả lời các câu hỏi mà mentor đưa ra vào trước mỗi 10 giờ tối mỗi ngày đó. Thì hôm nay mình nhận được thêm cái mission thứ hai, đó chính là trồng cây mọi người ạ. Cái hạt giống mình để đâu ta? Mình mua một cái hạt giống mà lạ thật. Ta-da! Đây là hạt giống mồng tơi mọi người ạ. Mentor có hỏi mình là có thích trồng cây không? Mình thì bảo là mình thích cây cối, bởi vì á ở nhà mình bố mình trồng rất là nhiều cây mọi người ạ. Nhất là mình thích tận hưởng nắm nghía cây cối thôi. Với cả có thể là cùng người khác chăm sóc cây cối thì mình cũng thích. Nhưng mà để mà trồng ý, thì trồng cây nào chất cây đấy. Chưa bao giờ mình trồng một cái cây nào mà nó sống lâu được cả. Nên là mình trồng mồng tơi. Mọi người thấy mình thông minh không? Mình trồng mồng tơi cho nó dễ sống mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ ngâm hạt giống vào nước theo tỷ lệ là 3 phần nước lạnh và 2 phần nước nóng. Thì đây là nước lạnh mà mình đã chuẩn bị này. Bây giờ mình sẽ đổ thêm một chút nước nóng vào nữa để cho nó thành nước ấm mọi người ạ. Mình thấy người ta bảo là khi mà mình đun nước ấm như thế này ý, thì cái hạt mầm nó dễ nảy lên hơn. Bây giờ mình sẽ ngâm từ 10 đến 12 tiếng. Tại vì mình trồng trong cái chỗ nhỏ ấy, thế nên là mình sẽ cho một ít hạt thôi. 10 đến 12 tiếng. Trong lúc đợi thì mình sẽ đổ đất từ cái chậu cũ của cái cây mà mình trồng đã bị chết rồi, mình đổ sang cái chai nước mà mình đã cắt ra. Làm về cái đất cát này cũng giảm stress phết mọi người ạ. Sau khoảng 12 tiếng thì mình lấy những hạt giống ra cho vào bông tẩy trang và ủ nó lại. Sau đấy thì mình cho vào một cái túi như thế này để giữ ẩm. Đó. Mình thấy tầm khoảng một tuần là nó lên. Nhưng mà không biết là cây của mình có lên được không. Khi mà tự tay mua hạt giống, gieo hạt giống trồng xuống dưới đất và đợi nó lên từng ngày ấy, thì nó là một cảm giác rất là khác. Mặc dù nó chỉ là rau mồng tơi của mấy cọng thôi. Người ta bảo là 3-5 ngày là hạt giống nó bắt đầu nảy mầm, mà hơn 5 ngày mình vẫn chưa thấy cây của mình có động đậy gì. Kiểu đang định vứt hết mọi thứ đi ấy, thì tự nhiên mình thấy một chút hạt mầm nó nhỏ nhú nhú lên. Và đây là hình ảnh cây của mình trong quãng thời gian phát triển và lớn lên. Và một trải nghiệm lần đầu tiên trong đời của mình nữa, đó là đi cà phê phim. Thì thật ra hôm đấy mình có một buổi họp quan trọng với mentor, nhưng bởi vì mạng ở phòng mình không ổn định, thế nên là mình đang lục lọi, sục sọi trên mạng xem là có cái không gian nào cho thuê riêng tư không. Khi mà mình mới bước vào, trời ơi phòng to thế, mình tưởng nhầm phòng cơ, bởi vì bảo là trời ơi mình chỉ định thuê phòng 2 người thôi. Mặc dù mình đi một người nhưng mà cà phê phim là phòng nhỏ nhất là đã dành cho 2 người rồi. Thì lúc mà mình mới bước vào, ủa đây là phòng dành cho 2 người hay sao, trời ơi sao nó to vậy. Mà có cái cách nào mà cho nó sáng không nhỉ? Sao mặt mình cứ tối thui như này? Mọi người có nhìn rõ mặt mình không? Đây là cái căn phòng lần đầu tiên mà mình đi phim, cà phê phim. Căn phòng mà mình ở là căn phòng dành cho 2 người. 2 người có thể ngồi trên cái ghế này. Đó, khá là rộng. Rồi mình sẽ để chân ra, 2 người ngồi xoãi chân ra như thế này. Sau đó thì xem phim. Đối diện cái này là một cái bàn mọi người ạ. Trang trí cũng khá là... Có một cái lọ hoa và một cái khăn giấy. Mình có thể gọi đồ ăn rồi ăn uống ở trên cái bàn này. Ở kia có một cái ghế sofa dài nữa. Và đây là màn hình chiếu phim này mọi người. Phòng khá là yên ắng và có điều hòa nữa. Không khí rất là mát, mà cả nói chung là ok ra đó. Mình nghĩ là khi nào mình có người yêu thì mình sẽ đi xem phim ở đây. Lát nữa thì mình sẽ ngồi họp ở kia mọi người ạ. Hôm nay mình có một buổi họp quan trọng với mentor của mình. Và đây thì còn có nhà vệ sinh nữa. Trời ơi, nhưng mà để cái hình gì mà. Và một trải nghiệm lần đầu tiên cuối cùng trong video này, và cũng là trải nghiệm chắc là mình không bao giờ mình quên được, đó là mình lần đầu tiên đi concert của idol. Lúc mà mình mới đến thì trời vẫn còn đang sáng nha, một lúc nữa là trời tối mịt mọi người ạ. Okay.
Mới đầu là màn chơi DJ, sau đấy thì các tiết mục trình diễn sẽ ở phía sau. Kiểu đứng quẩy DJ mệt lắm mẹ, hôm đấy trời nóng với cả đông người nữa. Nếu mà chỉ xem thì khả năng mọi người sẽ không cảm nhận được hết cái độ đẹp của màn hình anime đâu. Nhưng ở ngoài đời thì nó rất là ngầu. Sau khi thỏa mãn lỗ tai thì bây giờ mình cùng thỏa mãn con mắt nhé. Tiếp theo là ca sĩ Phùng Khánh Linh. Ở ngoài đời chị ấy nhìn rất là đẹp và dáng kiểu rất là nhỏ nhắn xinh xắn ấy. Nhưng lúc đấy mình đứng xa quá, mình zoom máy thì cũng không nhìn rõ mặt đâu. Nhưng mà mình lại cảm thấy chị ấy rất là xinh. Và bây giờ chị ấy sẽ biểu diễn tiết mục Hôm Nay Tôi Buồn. To hơn này.
ngỡ là trái tim khô cằn nếu muốn xa tôi buồn đau. Nhưng thật cay đắng khi biết là yes, wedding party. Chuẩn bị nhá. Anh đếm nha, anh đếm nha, anh đếm nha. Anh đếm, anh đếm nha. Rồi, anh đếm nha. Rồi. Anh đừng đếm hụt nhá. Anh đếm hụt, anh nhảy hụt đấy. Ok, chuẩn bị nha. Các bạn đếm hụt nhá. Một. KICM vứt cái áo xuống sân khấu gần ngay sát, nhưng mà mình đã chạy lên trên để chụp cái áo, nhưng mà không, cuối cùng cái áo đã rơi ngay sát đằng sau mình, thế là mấy cái thằng đấy nó nhặt được và mình đang quay lại. Ở con sân hôm đấy người ta còn bán nước nữa. Hôm đấy mình quẩy gần chết, thế là xong rồi mình đi về sớm hơn. Chứ ở lại quẩy nữa là mình lăn ở đấy ngủ. À không phải ngủ, nhầm. Thế là mình đi về sớm và mình mua nước xong mình đi về luôn. Yeah. Và video của mình tới đây cũng kết thúc rồi. Nếu như các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, like kênh để cho mình có động lực để ra video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.